Chào các bạn ơi, hôm nay cháu mình nó còn ở chơi, mình tiếp tục làm bánh cho nó ăn nha các bạn. Hôm nay mình định làm bánh mì khô ốc nhân cá giá, nhưng mà mình không còn sữa tươi, mình bớt cái sữa tươi lại, mình xả béo phì đó các bạn. Nhà mình hết sữa tươi rồi thì mình làm bằng nước nha các bạn. Đây là 300 g bột mì, 5 g men nở nè, 2 g muối và 10 g đường, 3 cái trứng vani nè các bạn. Mình làm nhân cá giá thì mình lấy lòng trắng mình đánh bột, còn lòng đỏ thì mình làm nhân nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Mình đặt 3 cái trứng lên đây, vô đây rồi mình lấy cái lòng trắng lại, mình chỉ lấy lòng đỏ lại, lát mình làm cái nhân. Trong đỏ lại nha các bạn. Bây giờ mình có 3 cái lòng trắng là mình bỏ vô đây ha. Rồi mình bỏ vô đây muối nè các bạn. Bỏ vô cái thau này muối luôn đi. Đường 10 g. Cái vỏ bánh mình làm lạt lạt thôi nha các bạn. Bỏ men nở vô luôn ha. Các bạn nhồi với 300 g bột, 3 cái lòng trắng, trứng, trứng là trứng to đó các bạn. Rồi mình bỏ vô luôn 2 cái ống vani. Nếu mà các bạn thấy bột khô thì các bạn thêm nước nha, tại vì lòng trứng trắng nó cũng là nước, có nước rồi. Các bạn ủ bột trước, rồi trong cái thời gian ủ bột thì các bạn làm tới cái nhân. Mình thấy trứng gà công nghiệp thì trồng đỏ nó nhỏ quá các bạn. Đổ bột vô ha. Bột vô các bạn vậy. Bằng lại cái phới bắt ngoài quậy quậy lên. Quậy rồi mình ủ ở đây. Cái lòng ở cái nhân mình làm bơ nhiều rồi, cái lòng này mình làm dầu nha các bạn, đừng làm bơ. Tùy theo các bạn à, làm béo bở quá mình cũng không thích lắm. Béo thì năng lượng nhiều, ăn sợ nó béo phì á. Khỏi đổ nước luôn nha các bạn. Thấy lòng trắng nó nhiều quá, 300 g bột mà 3 cái lòng trứng trắng lớn à. Các bạn rửa tay nha. Các bạn rửa tay cho sạch. Khi mà mình làm vô bếp thì mình phải tập thói quen rửa tay nha các bạn. Đi dầu từ từ cho nó không dính tay. Có dầu nó mềm, nó không có khô cái bánh các bạn. Bánh nào cũng vậy hết á. Bánh quê mình làm mình cũng thường bỏ dầu. Dầu ô liu nè. Các bạn không có dầu ô liu thì các bạn làm dầu thường của mình cũng được, nhưng mà 20 g thôi nha các bạn, 20 ml.
dầu nó nhẹ hơn nước. Mình nói 20 gram mình không biết bao nhiêu hết, còn nước thì nói 20 gram là mình biết là 20 ml rồi đó các bạn. Tại vì tỷ trọng của nước nó bằng tỷ trọng của tỷ trọng của nước bằng 1. Mình còn nhớ nhiêu đó thôi à. Còn dầu thì nó nhẹ hơn. Giờ mình đưa dầu vô. Mình nhồi như vậy nó dễ nhồi lắm. Bánh nào cũng cần chút xíu dầu để cho bột mình nó được dẻo mịn. Nó không bị khô các bạn. Mình nhồi nha các bạn, mình nhồi khoảng 10 phút á. Các bạn muốn nhồi nhanh thì các bạn đập nó như thế này nè các bạn. Đập nhìn như thế này nó dẻo dữ lắm. Nó mịn dữ lắm. Nhồi nó mệt hơn đó các bạn nè, các bạn thấy không, mình đập nè, mình đập như đập cá thu, chả cá thu rồi đó. Nó dẻo rồi nè. Không tới 10 phút luôn nha các bạn. Đó. Các bạn đập nó về nó dẻo mịn nè. Các bạn thấy không? Nó dẻo như thế này rồi nè. Còn mình nhồi thì mình phải nhồi như thế này. Mình nhồi mình tán nó ra. Còn mình thì mình rút kinh nghiệm mình đập nó như thế này nè các bạn. Nó dẻo dữ lắm. Rồi các bạn bỏ trở vô cái thau ha. Trở vô cái thau nè. Các bạn đậy nó lại. Các bạn ủ nó lại một tiếng đồng hồ nha các bạn. Còn bây giờ mình có cái lò nóng sẵn rồi đó, mình có cái lò nướng nóng sẵn, mình bắt cho nó ấm ấm, mình đem vô mình ủ cho nó nhanh nha. Bây giờ mình bắt cái bếp lên mà xào nhân nha các bạn. Thì đây là mấy cái lòng đỏ trứng hồi nãy nè các bạn. Mình có thêm một cái nữa đó, cái trứng nữa đó, ba cái lòng đỏ nhỏ quá. Mình đánh nó lên nha. Đường nè các bạn, 10 gram đường. Mình hết sữa tươi rồi, mình có thể thêm nó chút xíu nước cũng được, hoặc là không cũng được nha các bạn. Tùy các bạn, tùy mình làm cái nhân nó cái nhân nó béo hay là không. Ở đây mình cho ra bơ vô nè. Cho cái nhân béo đó. Cho 50 gram bơ nha các bạn. Bơ này mình bỏ ít muối thôi chứ bản thân nó là mặn rồi. Vani nha các bạn. Vani 2 ống. Nhưng cái giá dễ làm lắm các bạn ơi, các bạn chỉ cần thêm một chút xíu bột là nó đã đặt đây rồi. Vì là nó có trứng là nó đặt đó. Mình thấy trứng rồi sữa rồi bơ nữa nó béo quá, ăn béo phì luôn đây. Ngon lắm đó. Các bạn đánh tan nó ra ha. Cho nó thêm một tí nước thế sữa nha các bạn. Mình cho 5 ml nước á. ba chục gram bột, bột mì hay là bột bắp, bột gì cũng được nha các bạn. Các bạn đánh nó lên, bắt nó lên, mở bếp ra nha. Vậy là nó đặc lắm luôn á. Các bạn khuấy đều, lấy cái phới các bạn, khuấy nó dễ hơn nha. Cái phới này, ở cái đồ đánh bột, khuấy
thấy như vậy thôi. Mình khuấy được một khối dẻo dẻo như thế này rồi nha các bạn. Đó, nhân cái vé đó. Nhưng mà tùy mình thích. Nếu mà mình muốn lỏng thì mình cho nhiều sữa tươi vô hoặc là nhiều nước vô. Còn này hồi nãy mình cho có 50ml nước với bốn cái trồng đỏ trứng rồi các bạn. Đó, 10g đường. Còn bơ thì 50g. Mình trong bơ bơ mặn, mình làm bơ mặn. Bơ nó có vị mặn thành ra mình ít cho ít muối nha các bạn. Đó, để nó qua một bên đi, lấy nắp đậy lại. Để nó qua một bên, bây giờ mình đi làm cái này. Làm những cái ống cuốn như thế này nè các bạn. Rồi để mình quấn á. Bây giờ mình có cái miếng cạc nha, như thế này. Mình làm cái cuốn nha. Mình làm vừa thôi nha các bạn. Lớn quá nhưng nhiều quá ăn ngán lắm các bạn ơi. Đây. Rồi mình dùng cái mắm mình mắm nha. Mắm chỉ được ở tới đó thôi. Mắm được bao nhiêu mắm nha các bạn. Mình dùng giấy này nè. Đây là giấy bạc. Giấy bạc mình cuốn vô đây. Tiếp tục mình cuốn nữa nha. Các bạn ơi, bây giờ nó tăng gấp đôi rồi, nó nở gấp đôi rồi nha các bạn. Bây giờ mình đổ ra cái miếng nhựa này. Rất là dễ mà các bạn phải rửa tay trước nha. Cắt ra nha các bạn.
nhà ăn cho nên mình làm không có được đều tay lắm nha các bạn. Các bạn có những cái như thế này ha. Rồi. Mình quấn nha các bạn. Mình kéo cho nó ra các bạn. Kéo nó ra cho nó nhỏ cho nó đủ á. Các bạn làm tiếp nha. Vừa làm vừa kéo ra nha các bạn. Mình không có để tủ lạnh, nếu các bạn dễ làm thì các bạn để tủ lạnh.
bạn cứ làm vậy, cứ làm. Các bạn ơi, mình để được 10 phút rồi, bây giờ mình phết trứng thôi nha các bạn. Nếu có sữa thì các bạn bỏ vô vài giọt sữa, còn không không thì mình cứ phết lên như thế này nè. Mình cho nó có cái màu vàng cho nó đẹp nha các bạn. Cái này mình làm nó không được đẹp nè. Đó, nó có cái mặt các bạn. Mặt nào đẹp mình để lên trên. Mình ở Sài Gòn mình hay làm cái bánh này, mình để tủ lạnh cho em bé ăn. Nó thích lắm các bạn ơi. Sáng nó ăn cái nó đi học. Nó ăn sáng. Chống Covid, Covid là ở nhà bà ngoại cứ làm vậy ăn miết thôi. Còn dư nhiêu bà ngoại ăn. Bà ngoại mập quá trời luôn. Nay mình ốm lại, mình về quê mình ăn uống đàng hoàng lại ốm rồi các bạn. Mập quá cũng không tốt đâu. Cái này xấu nè. Thấy vậy chứ không phải dễ làm á các bạn. Mình quấn nó khó lắm. Nó bột này mà khi mình lên men rồi nó đàn hồi dữ lắm. Mình quấn có nhiều khi nó ăn, có nhiều khi nó không ăn á. Các bạn muốn ngon nữa thì các bạn rắc lên vài giò hạt mè nha. Mè đó các bạn. Mình thích ăn mè lắm, nhà mình lúc nào cũng có mè. Tiếp tục mình làm. Mình nướng xong rồi nè các bạn, rất là ngon nha các bạn. Nó vàng nhính luôn à, hai cái này nó dính lại với nhau nè. Để gần quá. Rồi đợi nó nguội rồi mình bơm nhân vô nha. Các bạn ơi, nó nguội rồi nè các bạn. Nó nguội rồi, bây giờ mình lấy nó ra nha. Lấy cũng dễ thôi, không có khó. Mình quay cái này nè. Cái này mình làm nó không được đẹp lắm. Bây giờ mình đưa nhân vô nha các bạn, mình không có đưa đầy hết, đưa nó vô đây rồi nha các bạn.